Olympic Việt Nam nhận tiền thưởng lớn nếu giành huy chương ASEAN. Đài Tiếng Nói Việt Nam, đơn vị sở hữu bản quyền ASEAN 2018 tại Việt Nam, sớm trao thưởng 1 tỷ đồng, trong khi nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân cũng đang sẵn sàng thưởng lớn nếu như Việt Nam giành huy chương ASEAN vào chiều 1 tháng 9. Trước đó, Việt Nam đã nhận thưởng khoảng 6 tỷ đồng khi giành cúp Tứ Hùng tại Hà Nội và giành vé bán kết ASEAN. Con số tiền thưởng chắc chắn sẽ còn tăng cao sau khi kết thúc trận đấu cuối cùng của đội tại giải. Phát biểu trước trận tranh huy chương với UAE vào lúc 15 giờ ngày 1 tháng 9, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng bày tỏ: "Chúng ta không thể giành chiến thắng để vào chung kết vì thua Hàn Quốc, thế nhưng chúng ta sẽ bù đắp tình yêu của người hâm mộ bằng huy chương đồng ASEAN." Ngày 2 tháng 9, một ngày sau khi kết thúc trận tranh hạng 3, Việt Nam cùng một số đội tuyển khác của đoàn thể thao Việt Nam dự ASEAN 2018 về nước trên chuyến bay riêng được tài trợ chi phí. Một đơn vị phát thanh truyền hình cùng Ủy ban Olympic Việt Nam và Tổng cục Thể dục Thể thao đang lên kế hoạch phối hợp tổ chức một lễ mừng công dành cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo tại sân Mỹ Đình vào tối cùng ngày. Trước đó, sau khi trở về từ vòng chung kết U23 châu Á tháng 1 năm nay với ngôi Á quân lịch sử, U23 Việt Nam cũng được đón rất long trọng và có buổi lễ mừng công hoành tráng trên sân Mỹ Đình chật kín khán giả. U23 Việt Nam về nước bằng chuyên cơ riêng, VFF lên kế hoạch mừng công. Theo tiết lộ từ VFF, U23 Việt Nam sẽ di chuyển bằng chuyên cơ riêng về nước trong ngày 2 tháng 9 và được tổ chức lễ mừng công. Thay cho huấn luyện viên Park Hang-seo, dự kiến sẽ được tổ chức một lễ mừng công tại Hà Nội. Dù thắng hay thua trong trận tranh huy chương đồng, U23 Việt Nam đã tạo nên lịch sử bóng đá nước nhà khi lần đầu tiên thi đấu hết các trận đấu tại ASEAN. Dự kiến, chuyến bay của U23 Việt Nam sẽ do Vietnam Airlines phụ trách. Ngoài chuyên cơ riêng đón đội tuyển U23 Việt Nam, Vietnam Airlines sẽ bố trí tăng thêm 3 chuyến bay đưa người hâm mộ sang tiếp sức cho đội tuyển bên cạnh một chuyến bay thường lệ, trong đó gồm 2 chuyến bay thẳng Hà Nội Jakarta và 2 chuyến bay thẳng Thành phố Hồ Chí Minh Jakarta. Bên cạnh việc bố trí chuyên cơ riêng đón U23 Việt Nam, các cơ quan chức năng đang lên kế hoạch tạo tuyến đường thuận lợi cho các cầu thủ từ sân bay về, tránh để tình trạng ùn tắc kéo dài do người hâm mộ ra mừng đông quá như vòng chung kết U23 châu Á. Đừng gieo bất công cho Olympic Việt Nam. Thầy trò ông Park Hang-seo đã trải qua 90 phút đầy quả cảm nên dù thua Olympic Hàn Quốc nhưng không đáng bị một bộ phận dư luận đối xử bất công, kêu đòi cầu thủ Việt Nam thắng mãi. Ông thầy người Hàn Quốc đã hứa sẽ làm hết sức mình để giúp các học trò chiến thắng đội bóng quê hương ở bán kết, nhưng lực bất tòng tâm, họ không thể gây sốc trước một đối thủ mạnh hơn, toàn diện hơn. Hãy nhìn đến lúc này, bóng đá Việt Nam là đội duy nhất của Đông Nam Á nằm trong nhóm 4 đội mạnh nhất ở ASEAN, đã là một chiến tích đáng tự hào của thầy trò ông Park Hang-seo. Có rất nhiều ý kiến phân tích ban huấn luyện Olympic Việt Nam đã tiếp cận trận đấu sai vì đối thủ quá mạnh. Tuy nhiên, huấn luyện viên Park Hang-seo có cái lý riêng của mình khi sắp xếp nhân sự phù hợp với những gì ông có trong tay. Ví dụ như Văn Quyết phải đá sau Văn Đức do trận trước đã vắt kiệt sức, chứ không phải vì mang băng đội trưởng thì phải ra sân. Hay việc Xuân Trường đá chính là nhằm tận dụng sự hiểu biết của anh về cầu thủ Hàn Quốc. Và vấn đề này còn là đẩy Quang Hải phải chơi cao hơn để gây đột biến. Người ta còn tiếc không có tiền vệ phòng ngự hùng dũng do chấn thương chỉ là một cách nói, bởi đối thủ quá mạnh và chơi rất nhẹ nhàng như mèo vần chuột. Một ngày sau trận thua, ông Park vẫn còn tiếc nuối vì toan tính bị phá sản khi Hàn Quốc có 2 bàn thắng sớm quá. Ông đã tính cửa cầm cự hòa trong hiệp 1 rồi bung hết sức ra trên sòng phẳng ở 30 phút cuối trận thì chưa biết điều gì sẽ xảy ra. Ý tưởng của thầy Park đã chuẩn xác trong 20 phút cuối cùng. Sau lúc Minh Vương rút ngắn 1-3, các tuyển thủ Olympic Việt Nam đã chơi rất nỗ lực và nhiều lần làm đối thủ mạnh thoát tim. Điều này cho thấy cầu thủ của ông Park có thể xuyên thủng lưới bất cứ đối thủ nào, hoặc trong một điều kiện bình thường, họ đều có thể biết cách chiến thắng như đã từng xuyên suốt ở vòng chung kết U23 châu Á cho đến trước trận bán kết ASEAN 18. Suy cho cùng, bóng đá Việt Nam không có cùng đẳng cấp với Hàn Quốc. Việc các học trò ông Park đã thật kiên cường và không buông xuôi khi để thủng lưới 3 bàn đã là hay lắm rồi. Đây cũng chỉ mới là lần đầu tiên các giải đấu chính thức thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo mới để thua với cách biệt lớn 2 bàn trước đối thủ lớn như thế. Nó khác với những lần đối diện với các đội bóng lớn, cầu thủ Việt Nam thường tim đập chân run một cách bất thường. Ý chí và tinh thần của họ không đủ bồi đắp cho nền tảng thể lực, kinh nghiệm và trình độ. Nên nhớ, bóng đá Việt Nam chưa ai làm được nhiều điều như huấn luyện viên Park Hang-seo
sau một thời gian ngắn và chưa có thế hệ cầu thủ nào đã vào chơi trận chung kết U23 châu Á cùng chiến tích đi đến bán kết ASEAN. Huấn luyện viên Park Hang-seo muốn thắng UAE trong 90 phút. Đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ gặp Olympic UAE trong trận tranh hạng 3 ASEAN 18. Ông Park Hang-seo tự tin sẽ giành chiến thắng để lấy huy chương đồng, tri ân người hâm mộ. Ông thầy người Hàn Quốc bật mí, chúng tôi không muốn kéo dài trận đấu với UAE trong suốt 120 phút hoặc phải giải quyết trên chấm 11m sẽ rất mệt mỏi. Ban huấn luyện Olympic Việt Nam đã xem và thu thập nhiều thông tin về UAE chuẩn bị cho trận tranh hạng 3. Chúng tôi sẽ phân tích đối thủ này một cách thật kỹ lưỡng vì không thể hời hợt và xem thường đối thủ. Cách đá của UAE khá đa dạng với nhiều sơ đồ chiến thuật khác nhau. Họ chơi biên tốt và một số cầu thủ biết đột phá. Tuy nhiên, điểm yếu của UAE là thường sa sút thể lực vào hiệp 2. Tôi và các học trò sẽ rất nỗ lực để giành huy chương đồng như một sự đền đáp. Tình cảm của người yêu bóng đá luôn cổ vũ và kỳ vọng vào đội tuyển. Hãy chờ tin chiến thắng của Olympic Việt Nam. Nếm trận thua đau mới thấy, U23 Việt Nam đã nhận được phần thưởng còn hơn bạc với vàng. Thưa quý vị và các bạn, những giọt nước mắt của Quế Ngọc Hải vẫn còn đó. Những hai lần sau thất bại trước Malaysia ở bán kết lượt về AFF Cup 2014, khi bị người hâm mộ sỉ nhục ngay tại Mỹ Đình và bị chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cho rằng có vấn đề. Sau trận thua khó tin trước U23 Myanmar cũng ở một trận bán kết, lần này là SEA Games 2015 trên đất của Singapore. Đấy là hai trong rất nhiều những thất bại của bóng đá Việt Nam trước đây với chung một kịch bản. Được kỳ vọng cực nhiều trước trận đấu, được hàng triệu người hâm mộ đặt niềm tin, rồi sau đó quay lưng, thậm chí chỉ trích kịch liệt sau thất bại. Đó thật sự là một nỗi đau lớn của nền tảng bóng đá nước nhà, của các cầu thủ. Thua trận đã là một sự đả kích lớn với họ và sự sỉ vả từ cổ động viên nhà giống như những viên đạn vô tình làm vỡ vụn nốt trái tim đang tan nát. Tuy nhiên với lứa U23 Việt Nam hiện tại, điều ấy đã thay đổi. Hồi đầu năm, khi thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo thua sát nút Uzbekistan 1-2 vì sơ sót ở phút 120, người hâm mộ vẫn hết lòng tin yêu và kỳ vọng. Điều ấy là khá dễ hiểu, bởi chúng ta thua theo một kịch bản rất bi tráng và ngôi vị Á quân châu lục là điều chưa ai từng dám nghĩ đến. Nhưng trận thua 1-3 trước U23 Hàn Quốc tối qua lại khác. Với người hâm mộ nước nhà, vị thế của U23 Việt Nam đã thay đổi, đồng nghĩa với sự mặc định phải tiến sâu tại ASEAN 2018. Quả là thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã đáp ứng được kỳ vọng đó khi tiến vào tới bán kết. Nhưng sự kỳ vọng thì chưa dừng lại tại đó. Dù đối thủ có là Hàn Quốc, niềm tin Việt Nam vào chung kết vẫn là rất lớn. Vậy mà chúng ta không những thua, còn thua tới mức toàn diện. Thẳng thắn mà nói, nếu Hàn Quốc không rút trụ cột ra để giữ sức, Việt Nam sẽ rất khó có bàn thắng và chuyện thua thêm là tất lẽ dĩ ngẫu. Song thật đáng mừng, sau thất bại sâu cay này, người hâm mộ không hề quay lưng với U23 Việt Nam như những thất bại trong quá khứ của bóng đá nước nhà. Lứa cầu thủ của huấn luyện viên Park Hang-seo đã tạo được một thứ niềm tin, một tình yêu sâu sắc với người hâm mộ để tình cảm ấy không dễ nhạt phai sau một vài thất bại như trước. Thậm chí không chỉ cổ động viên Việt, cổ động viên Đông Nam Á và cả châu Á vẫn dành sự tôn trọng cho U23 Việt Nam. Tất nhiên thứ tình cảm đó không đến từ hư vô, nó là thành quả sau hai chuỗi thành tích, hai chuỗi thể hiện cực kỳ thuyết phục của U23 Việt Nam đã đưa chúng ta tới tầm có thể thật sự cạnh tranh cùng các đội bóng mạnh nhất châu lục. Ở một đẳng cấp cao mà bóng đá Việt Nam xưa nay không dám nghĩ tới, chúng ta có thể thất bại, nhưng đó là thất bại trong một sự thành công chung đầy mãn nguyện. U23 Việt Nam đã làm tốt phần của mình và người hâm mộ cũng đã làm tốt phần của họ khi thật sự đồng lòng cùng đội tuyển. Thêm mới thấy bóng đá thật kỳ diệu khi đưa cả dân tộc hòa chung một nhịp đập. Đấy là thành quả, là phần thưởng của U23 Việt Nam quý giá hơn mọi huy chương bạc hay huy chương vàng. U23 Việt Nam, những sự thật bất lòng. Thất bại của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc ở trận bán kết ASEAN 18 khiến nhiều người hâm mộ hụt hẫng. Thế nhưng sự thật là không thể khác khi đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn còn thua sút đối thủ rất nhiều. Đúng như những gì tuyển trưởng U23 Việt Nam đã chia sẻ, sự thật huấn luyện viên Park Hang-seo rất muốn đội bóng của mình trụ được trước U23 Hàn Quốc cho đến hết thời gian hiệp đấu thứ nhất. Chính bởi toan tính này đã buộc huấn luyện viên người Hàn Quốc bố trí Xuân Trường và chơi cạnh Đức Huy để án ngữ cánh cửa của hàng phòng ngự để đảm bảo sự chắc chắn cho khung thành Bùi Tiến Dũng. Cũng khó có thể làm khác khi thực tế U23 Hàn Quốc sở hữu hàng công mạnh nhất vì ASEAN lần này với ngôi sao đang chơi ở Premier League là Son Heung-min cũng như có nhiều tuyển thủ trong đội hình. Mọi tính toán là không sai, nhưng rất đáng tiếc Đức Huy đã không đảm bảo thể lực
và Xuân Trường đánh mất phong độ để những gì mà huấn luyện viên Park Hang-seo muốn đã bất thành với bàn thua sớm ngay phút thứ 7. U23 Việt Nam và huấn luyện viên Park Hang-seo tính toán mọi điều cho trận đấu và thậm chí cách chơi rất mở ngay sau khi tiếng còi khai cuộc hoàn toàn không sai. Bởi nếu chơi phòng ngự và chơi thời cơ, rất có thể mọi thứ đổ vỡ nhanh hơn nữa. Trong bối cảnh U23 Việt Nam đã rất mệt sau những trận đấu căng thẳng trước đó. Nhưng như đã nói, tính toán của huấn luyện viên Park Hang-seo đổ vỡ không chỉ bởi bàn thua sớm mà việc phải thay người nhanh khi Đức Huy lẫn Xuân Trường chơi không đảm bảo yêu cầu. Thay người sớm ngoài dự kiến, những gì có thể làm được của U23 Việt Nam chỉ làm cho hiệp 2 đã tốt hơn mà thôi. U23 Việt Nam đã làm khó được U23 Hàn Quốc trước khi Minh Phương ghi bàn cũng như ở giai đoạn cuối trận đấu. Nhưng sự thật, các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo đã bất lực sau 3 bàn thua nhanh ở đầu trận lẫn đầu hiệp 2. Thua cách biệt 3 bàn nhanh và rơi vào thời điểm nhạy cảm nhất trong bóng đá trước đối thủ đẳng cấp hơn để cỡ hòa là điều không tưởng. Và tiếp theo, cho đến lúc này, những gì đã thể hiện U23 Việt Nam tại ASEAN hoàn toàn có thể khiến giới chuyên môn hài lòng khi đã chơi tốt trong tất cả những trận đấu từ vòng đấu bảng đến các trận knockout. Nhưng rõ ràng để chơi tốt hơn nữa trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc và cho tới chuyên môn e rằng là khó. Không dễ để có thể biến một đội bóng từ hiện tượng ở vòng chung kết U23 châu Á thành một đối thủ ngang tầm với U23 Hàn Quốc chỉ trong vòng vài tháng. Thời gian và quan trọng hơn cả là giải đấu cao nhất mà các cầu thủ U23 Việt Nam được chơi chưa thể bằng U23 Hàn Quốc. Có nghĩa, chất liệu để huấn luyện viên Park Hang-seo có thể xây được những thứ hoành tráng đẹp đẽ hơn là không thể. Thất bại trước U23 Hàn Quốc có thể tiếc nuối khi huấn luyện viên Park Hang-seo đã tính đủ lẻ, và nếu có đội hình mạnh nhất với hùng dũng không chấn thương hay thẻ phạt của Văn Hậu, thậm chí U23 Việt Nam có thể nghĩ đến điều tốt hơn. Nhưng trong bóng đá, nếu thì rất nhiều và cũng không thể xảy ra. Để U23 Việt Nam chỉ giúp người hâm mộ vui khi vào tới vòng bán kết một giải đấu tầm châu lục mà thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Nếu thấy hay, hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên ấn subscribe để theo dõi những thông tin mới nhất từ channel. U23 Việt Nam về nước bằng chuyên cơ riêng, VFF lên kế hoạch mở công. Theo tiết lộ từ VFF, U23 Việt Nam sẽ di chuyển bằng chuyên cơ riêng về nước trong ngày 2 tháng 9 và được tổ chức lễ mừng công. Thay cho huấn luyện viên Park Hang-seo, dự kiến sẽ được tổ chức một lễ mừng công tại Hà Nội. Dù thắng hay thua trong trận tranh huy chương đồng, U23 Việt Nam đã tạo nên lịch sử bóng đá nước nhà khi lần đầu tiên thi đấu hết các trận đấu tại ASEAN. Dự kiến, chuyến bay của U23 Việt Nam sẽ do Vietnam Airlines phụ trách. Ngoài chuyên cơ riêng đón đội tuyển U23 Việt Nam, Vietnam Airlines sẽ bố trí tăng thêm 3 chuyến bay đưa người hâm mộ sang tiếp sức cho đội tuyển bên cạnh một chuyến bay thường lệ. Trong đó gồm 2 chuyến bay thẳng Hà Nội – Jakarta và 2 chuyến bay thẳng Thành phố Hồ Chí Minh – Jakarta. Bên cạnh việc bố trí chuyên cơ riêng đón U23 Việt Nam, các cơ quan chức năng đang lên kế hoạch tạo tuyến đường thuận lợi cho các cầu thủ từ sân bay về, tránh để tình trạng ùn tắc kéo dài do người hâm mộ ra mừng đông quá như vòng chung kết U23 châu Á. Đừng gieo bất công cho Olympic Việt Nam. Thầy trò ông Park Hang-seo đã trải qua 90 phút đầy quả cảm nên dù thua Olympic Hàn Quốc nhưng không đáng bị một bộ phận dư luận đối xử bất công, kêu đòi cầu thủ Việt Nam thắng mãi. Ông thầy người Hàn Quốc đã hứa sẽ làm hết sức mình để giúp các học trò chiến thắng đội bóng quê hương ở bán kết, nhưng lực bất tòng tâm, họ không thể gây sốc trước một đối thủ mạnh hơn, toàn diện hơn. Hãy nhìn đến lúc này, bóng đá Việt Nam là đội duy nhất của Đông Nam Á nằm trong nhóm 4 đội mạnh nhất ở ASEAN, đã là một chiến tích đáng tự hào của thầy trò ông Park Hang-seo. Có rất nhiều ý kiến phân tích ban huấn luyện Olympic Việt Nam đã tiếp cận trận đấu sai vì đối thủ quá mạnh. Tuy nhiên, huấn luyện viên Park Hang-seo có cái lý riêng của mình khi sắp xếp nhân sự phù hợp với những gì ông có trong tay. Ví dụ như Văn Quyết phải đá sau Văn Đức do trận trước đã vắt kiệt sức, chứ không phải vì mang băng đội trưởng thì phải ra sân. Hay việc Xuân Trường đá chính là nhằm tận dụng sự hiểu biết của anh về cầu thủ Hàn Quốc, và vấn đề này còn là đẩy Quang Hải phải chơi cao hơn để gây đột biến. Người ta còn tiếc không có tiền vệ phòng ngự hùng dũng do chấn thương chỉ là một cách nói, bởi đối thủ quá mạnh và chơi rất nhẹ nhàng như mèo vần chuột. Một ngày sau trận thua, ông Park vẫn còn tiếc nuối vì toan tính bị phá sản khi Hàn Quốc có 2 bàn thắng sớm quá. Ông đã tính cửa cầm cự hòa trong hiệp 1 rồi bung hết sức ra trên sòng phẳng ở 30 phút cuối trận thì chưa biết điều gì sẽ xảy ra. Ý tưởng của thầy Park đã chuẩn xác trong 20 phút cuối cùng. Sau lúc Minh Vương rút ngắn 1-3, các tuyển thủ Olympic Việt Nam đã chơi rất lỗ lực và nhiều lần làm đối thủ mạnh thoát tim. Điều này cho thấy cầu thủ của ông Park
có thể xuyên thủng lưới bất cứ đối thủ nào, hoặc trong một điều kiện bình thường, họ đều có thể biết cách chiến thắng như đã từng xuyên suốt ở vòng chung kết U23 châu Á cho đến trước trận bán kết ASEAN 18. Suy cho cùng, bóng đá Việt Nam không có cùng đẳng cấp với Hàn Quốc. Việc các học trò ông Park đã thật kiên cường và không buông xuôi khi để thủng lưới 3 bàn đã là hay lắm rồi. Đây cũng chỉ mới là lần đầu tiên các giải đấu chính thức thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo mới để thua với cách biệt lớn 2 bàn trước đối thủ lớn như thế. Nó khác với những lần đối diện với các đội bóng lớn, cầu thủ Việt Nam thường tim đập chân run một cách bất thường. Ý chí và tinh thần của họ không đủ bồi đắp cho nền tảng thể lực, kinh nghiệm và trình độ. Nên nhớ, bóng đá Việt Nam chưa ai làm được nhiều điều như huấn luyện viên Park Hang-seo sau một thời gian ngắn, và chưa có thế hệ cầu thủ nào đã vào chơi trận chung kết U23 châu Á cùng chiến tích đi đến bán kết ASEAN. Huấn luyện viên Park Hang-seo muốn thắng UAE trong 90 phút. Đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ gặp Olympic UAE trong trận tranh hạng 3 ASEAN 18. Ông Park Hang-seo tự tin sẽ giành chiến thắng để lấy huy chương đồng, tri ân người hâm mộ. Ông thầy người Hàn Quốc bật mí: "Chúng tôi không muốn kéo dài trận đấu với UAE trong suốt 120 phút hoặc phải giải quyết trên chấm 11m, sẽ rất mệt mỏi." Ban huấn luyện Olympic Việt Nam đã xem và thu thập nhiều thông tin về UAE chuẩn bị cho trận tranh hạng 3. "Chúng tôi sẽ phân tích đối thủ này một cách thật kỹ lưỡng vì không thể hời hợt và xem thử đối thủ. Cách đá của UAE khá đa dạng với nhiều sơ đồ chiến thuật khác nhau. Họ chơi biên tốt và một số cầu thủ biết đột phá. Tuy nhiên, điểm yếu của UAE là thường sa sút thể lực vào hiệp 2. Tôi và các học trò sẽ rất nỗ lực để giành huy chương đồng như một sự đền đáp tình cảm của người yêu bóng đá luôn cổ vũ và kỳ vọng vào đội tuyển. Hãy chờ tin chiến thắng của Olympic Việt Nam." Dân mạng dậy sóng vì những anh hùng bàn phím điên cuồng chỉ trích huấn luyện viên Park Hang-seo bên dưới lời xin lỗi chân thành. Trên fanpage của thầy Park đã đăng tải một loạt hình ảnh chụp bình luận chỉ trích ông Park vì đã để đội tuyển thất bại trước đội tuyển Hàn Quốc. Dù nhận những lời nói khiếm nhã nhưng ông Park vẫn chân thành xin lỗi, chịu trách nhiệm trước thất bại của đội bóng áo đỏ. Ngày hôm qua 29 tháng 8 sẽ là một cột mốc đáng nhớ trong lịch sử bóng đá Việt Nam khi lần đầu tiên chúng ta được đấu ở vòng bán kết ASEAN. Dù ra về với thất bại 1-3 nhưng người Việt Nam vẫn có quyền tự hào vì đội bóng Olympic đã thêm một lần nữa xô đổ những kỳ tích mới và đưa tên tuổi bóng đá Việt Nam lên một đỉnh cao khác. Đó có lẽ cũng chính là lý do vì sao dù thua cuộc nhưng hàng nghìn người vẫn đi bão ăn mừng. Vậy nhưng đâu đó vẫn có nhiều người giữ cái nhìn tiêu cực, không chấp nhận thất bại và lao vào chỉ trích huấn luyện viên Park Hang-seo đã có chiến lược không tốt khiến đội tuyển thất bại. Cụ thể, trên fanpage mang tên huấn luyện viên Park Hang-seo đã gửi lời xin lỗi chân thành tới người hâm mộ Việt Nam vì thất bại đã qua. Các cầu thủ đã thi đấu đến những giây phút cuối cùng và việc đội bóng thua chung cuộc 1-3, người chịu trách nhiệm chính là huấn luyện viên Park. Lời xin lỗi được nhiều người ủng hộ và họ nói rằng huấn luyện viên Park Hang-seo không hề có lỗi. Tuy nhiên, không phải ai cũng nghĩ như vậy. Bằng chứng là dù không nhắc tới những bình luận khiếm nhã, nhưng fanpage này đã đăng ảnh chụp màn hình một số tin nhắn tục tĩu của fan Việt Nam. Đa số các ý kiến này đều chỉ trích chiến thuật của vị chiến lược gia người Hàn. Để đội hình đá kiểu gì vậy? Chiến thuật sở tệ. Thua 2-0 rồi, đá kiểu gì thế? Là một số bình luận khá gay gắt từ dân mạng. Những bức ảnh chụp màn hình lời chỉ trích của fan Việt dành cho huấn luyện viên Park khiến nhiều người hâm mộ bóng đá chân chính cảm thấy rất bức xúc. Trên mạng xã hội, mọi người không ngừng chỉ trích hành vi xấu xa này. Đa số ý kiến cho rằng những kẻ đang phê phán ông Park đều là những người kém hiểu biết về bóng đá, ngông cuồng, ảo tưởng và không biết học cách chấp nhận thất bại. Bạn QC chia sẻ một bài viết trên trang cá nhân kèm những bức ảnh chụp huấn luyện viên Park Hang-seo đang hát quốc ca Việt Nam như thay lời cảm ơn. Hãy nhớ rằng chúng ta không cùng đẳng cấp với đối thủ Hàn Quốc, một đội tuyển đã chơi ở ngoại hạng Anh, có thủ môn chơi rất tốt ở World Cup. Chúng ta đang bắt đầu những bước dài phát triển bóng đá. Nếu Hàn Quốc có vô địch, thì nhà vô địch mãi trong tim chúng ta là các anh, những chiến binh áo đỏ. Đồng tình với quan điểm này, một cổ động viên khác chia sẻ một bài viết dài tâm huyết về thầy Park. Anh viết: "Sáng dậy lướt qua trang cá nhân của huấn luyện viên Park Hang-seo để xem ông nói gì và những người hâm mộ muốn nhắn gửi điều gì. Ai cũng biết sau khi thua 1-3 trong trận bán kết ASEAN với Hàn Quốc, một số người chỉ trích chiến thuật của huấn luyện viên người Hàn. Mới lướt qua là những dòng bình luận thô tục, chửi bới, thóa mạ mà không thể chấp nhận được. Tôi tự hỏi, nếu cái thái độ ấy, cái thái độ khi thắng thì tung hô đến tận mây xanh, còn thua thì mắng chửi vùi dập này là của bao nhiêu phần trăm người hâm mộ? Chắc chắn chỉ là một số nào đó thôi, không phải là tất cả. Mới hôm kia, nhiều kẻ trịnh trọng gọi ông là Ngài Park, hôm nay đã gọi là ông Công Viên. Sự cháo trở đầy ghê tởm. Nếu ông ấy không phải là người Hàn hoặc đối thủ của chúng ta trong trận bán kết không phải là Hàn Quốc thì mọi lời chỉ trích sẽ khác hơn.
Cũng chính vì đối thủ của đội tuyển là đội bóng quốc gia của ông ấy, nhưng điều đó có tội gì? Khi làm huấn luyện viên, trong trái tim họ đã dành cho thể thao rồi, bởi đối với thể thao, mọi thứ không giới hạn. Có điều một trong những lời xúc phạm của một số người dành cho ông Park, tôi nhận ra sự ảo tưởng rất lớn, kiểu như Olympic của ta đã ngang tầm thế giới vậy, đá là phải thắng, dù đó là ai. Xin trở lại với mặt đất sùm đi, hãy nhìn bảng xếp hạng của FIFA đi. Hàn Quốc hiện nay xếp thứ bao nhiêu và ta thứ hạng bao nhiêu? Còn với huấn luyện viên Park Hang-seo, xin cảm ơn ông vì tất cả. Phân tích về thất bại của đội tuyển, một số cổ động viên cũng khẳng định huấn luyện viên Park không hề có lỗi. Bạn LC viết, trong khi Hàn Quốc có lời hứa miễn nghĩa vụ quân sự cho đội bóng nếu họ giành huy chương, thì các cầu thủ Việt đang đá vì tình yêu tổ quốc. Chúng ta cũng đã quá kiệt sức sau trận gặp Syria. Phải biết rằng vào đến bán kết đã là quá tự hào rồi, đừng ảo tưởng nhiều nữa mà đi trách cứ thầy Park. Bị dư luận ném đá, huấn luyện viên Park Hang-seo lên tiếng về Facebook giả mạo. Sau những chia sẻ trên Facebook giả mạo, huấn luyện viên Park Hang-seo nhận được nhiều sự động viên nhưng cũng không ít người vào ném đá, thậm chí chỉ trích với những lời lẽ dung tục kích động. Vụ việc này tạo nên hình ảnh không đẹp, làm ảnh hưởng tới sự tập trung của huấn luyện viên Park Hang-seo cùng các học trò trước trận tranh huy chương đồng ASEAN. Vì thế, trong cuộc gặp gỡ báo chí sáng nay, điểm đầu tiên mà huấn luyện viên Park Hang-seo chia sẻ chính là vấn đề cá nhân của mình liên quan đến Facebook giả mạo. Ông Park Hang-seo nhấn mạnh, gần đây mạng xã hội có bình luận lên xuống về cá nhân tôi mong muốn báo chí hãy truyền đạt ý kiến của tôi về dư luận để họ hiểu rõ. Tôi xin khẳng định tôi không dùng Facebook hay bất cứ mạng xã hội nào, tôi không biết đó là gì. Tôi vẫn đang trong thời analog chứ không phải digital, tôi thậm chí còn không dùng email. Huấn luyện viên Park Hang-seo nói, tôi xin khẳng định lại tất cả những gì trên mạng nói đều là giả hết, tôi mong muốn mọi người nói cho tất cả biết đó là Facebook giả. Tôi muốn tập trung cho công việc của mình ở U23 Việt Nam. Tất cả sự thật chỉ là những gì tôi chia sẻ trực tiếp với báo chí và những thông tin đó có sự đồng ý của VFF. Tất cả những gì liên quan đến cá nhân đều là giả hết. Sau trận thua Olympic Hàn Quốc ngày hôm qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều anh hùng bàn phím, chỉ trích lối chơi, cách sắp xếp đội hình và một số vấn đề chuyên môn khác của huấn luyện viên Park Hang-seo. Tất cả những vấn đề này đều được nhà cầm quân Hàn Quốc chia sẻ với báo chí trong sáng nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Nếu thấy hay, hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên ấn subscribe để theo dõi những thông tin mới nhất từ channel.